Tôi không quên anh trai cậu. 我不认识你哥哥。 我不认识你哥哥。 Tôi không quen em trai cậu. 我不认识你弟弟。 我不认识你弟弟。 Tôi không quen bạn trai cậu. 我不认识你男朋友。 我不认识你男朋友。 Hãy nói, tôi quen bà ngoại cậu, không quen bà nội cậu. 我认识你外婆，不认识你奶奶。 我认识你外婆，不认识你奶奶。 Hãy thử nói, cậu không quen bố mẹ mình à? Hay cậu không biết bố mẹ mình à? 你不认识我爸爸妈妈吗？ 你不认识我爸爸妈妈吗？ Đúng vậy, mình không quen bố mẹ cậu. 是，我不认识你爸爸妈妈。 是，我不认识你爸爸妈妈。 Hãy nghe từ vui, cao xỉn. Âm Hán Việt là cao hạnh. Cao xỉn, cao, cao, xỉn, xỉn, cao xỉn, cao xỉn. Rất vui. Khẩn cao xỉn. Khẩn cao xỉn. Hãy thử nói, quen anh tôi rất vui. Rèn sử ní khẩn cao xỉn. Rèn sử ní khẩn cao xỉn. Trong khẩu ngữ có thể nói là rất vui được quen biết anh. Nguyên văn là rất vui quen biết bạn. Khẩn cao xin rèn sử nỉ. Khẩn cao xin rèn sử nỉ. Rất vui được quen biết anh. Hãy thử nói lại hai cách. Rèn sử nỉ khẩn cao xin. Khẩn cao xin rèn sử nỉ. Chào anh Lục tiên sinh. Rất vui được quen biết anh. Ni hao, Lu xiên sao. Rèn sử ní khẩn cao xin. Ni hao, Lu xiên sao. Khẩn cao xin rèn sử ní. Cô giáo Dương quen biết cô, tôi cũng rất vui. Yang lão sư, rèn sử nín, wǒ yě hěn gào xìng. Yang lão sư, rèn sử nín, wǒ yě hěn gào xìng. Tôi rất vui được quen biết bố mẹ cậu. Hãy nói hai cách. Rèn sử nǐ bà bà má má, wǒ hěn gào xìng. Rèn sử nǐ bà bà má má, wǒ hěn gào xìng. 我很高兴认识你爸爸妈妈。我很高兴认识你爸爸妈妈。 Bây giờ hãy nói lại. Tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. 我姓陆，叫陆雨萍。我姓陆，叫陆雨萍。 Tôi họ Dương, tôi là giáo viên.
我姓杨，我是老师。我姓杨，我是老师。 Xin hỏi có thể vào được không? 请问可以进来吗? 请问可以进来吗? Xin hỏi quý tính đại danh của anh. 请问您贵姓? 请问您贵姓? 请问您贵姓?